Kênh nhà đất Bà Rịa Vũng Tàu xin kính chào tất cả quý anh chị, em là Điền đây. Hôm nay em sẽ giới thiệu với anh chị một lô đất nằm ngay xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hiện tại em đang đứng đây là mặt tiền đường đá nha anh chị, chuẩn bị lên nhựa. Bên phía bên kia là đang trải nhựa rồi chị, chuẩn bị làm tới đây. Thì hiện tại mặt đường là 6m, rộng 6m, chưa kể vỉa hè mương nước. Thì bên này là đang làm mấy cái nắp cống này để mà làm mương nước anh chị, để đậy nắp á. Hai bên làm mương nước, mỗi bên mét nữa là đường mình là 8m anh chị. Thì hiện tại phía trước anh chị đây, đi ra đây tới cái ngã ba, mình rẽ bên tay phải á, thì mình đi ra thẳng ra được tỉnh lộ 328 luôn anh chị. Thì từ đây mà đi ra thì khoảng và 700-800m anh chị. Đó, ra tỉnh lộ 328 thì ngay chỗ ngã ba đó có cái chợ. Chợ đó là mình, ở đây người ta dây kêu là chợ Cây Điệp anh chị. Bất động sản của mình cũng là tương đối gần chợ nha anh chị. Đó kìa, thì cái hướng mà mình rẽ bên tay trái thì mình đi vào khu dân cư anh chị, và cũng như đi xã Xuyên Mộc luôn. Và hướng sau lưng mình đây cũng là tới đây ngay khúc này này, có ngã tư này. Đó, nói chung là theo kiểu đường bàn cờ anh chị, đi ra đây cũng là đi tỉnh lộ 328 và đi vào phía này khu dân cư. Đây, em xin giới thiệu với anh chị một lô đất nằm ngay xã Phước Tân, ngay khu dân cư anh chị ạ. Hiện tại đất mình thì có diện tích là 7m2 sâu 40, có sẵn 50 thổ cư. Đất mình là vuông vức nha anh chị, đầu là 7m2 và đuôi cũng là 7m2 anh chị. Đây chị, ranh móc của đất mình này, tự giáp ranh cái từng cái nhà này qua tới bên đây. Đấy, tượng đạo này sâu là 40 anh chị, đất vuông vức. Hiện tại gia chủ của mình cũng đang muốn bán, giá là thu hồi vốn anh chị. Thì bây giờ gia chủ mình đang kêu bán bất động sản này là 1.750.000.000 anh chị, có thương lượng bất giấy tờ. Trước đất mình có vướng một cây trụ điện gãy này, thì anh chị có thể dời được nha anh chị. Cây trụ điện nhỏ thôi, không phải là cây trụ điện, mấy cây mạng lưới gì đó. Thì từ cái vị trí đất của mình á, mà ra ngay trung tâm xã Phước Tân á, thì khoảng đâu đó là 1 cây đến 1.5 cây. Trung tâm thì có gồm có ủy ban, chợ, trường học vân vân. Đây là đi hướng ủy ban này, đi ra Phước Tân đi hướng này nè. Đó. Và vị trí đất mình mà đi xuống biển Hồ Tràm thì khoảng là 15 cây số nha anh chị, 15 cây số. Ngoài thị trấn Phước Bổ cũng như là trung tâm huyện Xuyên Mộc thì đâu đó khoảng 3 cây số. Đất mình thì đã có nước máy rồi anh chị.